No matter how long this winding road goes on for, we can never fold. No matter how high these mountains rise, we gotta keep climbing. No matter how long. Much above it, a happy birthday. Cưới quá ba là một nghiêm trọng thôi. Ok, tối là có hình chuột. Ok, đây là thấy nhân vật một trong bốn nhân vật quan trọng ngày hôm nay. Cảm thấy gì nữa? Em rất được tổ chức có ngày hôm nay. À vui, cảm ơn mấy anh, bye bye. Bỏ mặt xuống coi. Ôi trời. Thôi. Hôm nay còn Chí Bảo nữa. Nhưng mà Chí Bảo đã bận rồi nên tối nay sẽ quay bù cho Chí Bảo. Ok, bây giờ chúng ta... Ủa là chết. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Rồi, chén đi. Chén đi. Đây, nó xịt cho. Great. I'm serious, like Steady B. I dip a Cadillac like Freddie B. I talk to these ladies like Schoolie D, cause I can't have these ladies fooling me. I'm bumpin' Ty Shaw, pippin' hoes.com, but I'm old guy con in a new Sean John. Lost in my lusty ways, you see my face in a magazine and can't turn the page. You see, I'm out to get paid and not afraid to admit it. To feel's never part of the plan, I'm never quitting. I always gave it all that I can, a little lazy. Although I always kept it like Chuck up on a daily. Adrenaline pumping like a piston, got me so high I'm in the sky and I kissed it. Excuse me while I Jimmy Hand twist the rhyme. Hey Joe, could you tell me if six was nine? You know I'm big technique to the freshest freak. Give me a call, you'll see results in just a week. With the soul of a lost hawk, is there a heaven for a rap cat? Let's talk, because it's hell for a rap cat. Let's walk. Anh nhảy gì chưa lắm á? Tốt. Cái gì em được vậy hả? Tốn đẹp không? Gai không? Mày nhìn nó mình tổn cái nào nhà không? Cái này nào không? Không không. Dạ. Dạ. Ủa vậy nãy dắt luôn á? Dạ chứ mày chắc. À dạ. Dài A rồi đi. Nọ chạy.
1, 2, 3. Trời ơi, chữa bóng ngồi coi làm kiểu. Trời lao, mặt đúng lao. Mặt dễ thương vãi. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Biết quay vậy? Biết intro của VCW Kenby nè. Ôi, chập đi hả? Chập đi, chập đi. Rang rang. Đấy, đấy, đấy. Cái intro đẹp đấy. Đấy, đấy. Má này đúng phèo quá à. 99 đô tì. Nhìn không hết. Quá to. Đây là giấc mơ. Giấc mơ của Red. Cảm giác rất là sung sướng khi trải nghiệm qua cái màn to chạm phá lửa này. Anh có notify okay. Rất là nhiều ở trên cây anh quá bự quá bự, đây là bài tôi mới up tiền quá đẹp.